Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách lắp đặt giấy mực cũng như là cách vệ sinh đầu in đối với dòng máy Zebra ZD420. Thì bây giờ em sẽ tiến hành. Em sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp đặt giấy đối với dòng máy này. Đây, mọi người có thể thấy là hai bên nó sẽ có hai bên cái tai mục vàng này ha. Đây thì mình kéo tới phía trước cái. Đấy thì máy nó sẽ tự bung lên, mình kéo hẳn lên ha mọi người. Đây máy sẽ bung lên. Đây cái khu vực để lắp giấy đây, mọi người có thể thấy mình có thể là kéo vào kéo ra được ha. Đây là cuộn giấy ha, mọi người có thể thấy lõi ở đây nó cũng có hai cái khớp. Thì mình sẽ kéo rộng ra rồi cho nó vào hai cái khớp này. Rồi tiếp theo mọi người luồn giấy xuống hai cái nẹp giữ giấy nha mọi người. Đây xuống bên dưới và kéo giấy ra khỏi cái trục ruler này cho nó lòi ra một xí. Thì như vậy là mình đã lắp xong giấy, khá là đơn giản đúng không mọi người? Rồi tiếp theo là mình lắp mực. Thì đây là cuộn mực mà em chuẩn bị cho mọi người. Đây thì mình phải đầu tiên là mình cần phải biết là mực mình là mực inside hay là mực outside. Nếu mà mực outside là vặt mực nằm phía bên ngoài, mực inside là bên trong. Mình cần biết cái vặt mực là vặt nào để lúc mà mình lắp cho đúng, còn không là lắp ngược thì sẽ in ra là giấy trắng. Thì em sẽ hướng em, mọi người có thể thấy là bên ngoài nó hơi nhám này, mặt mực hơi nhám, bên trong là nó bóng. Thì mình có thể có một cái cách test khác nữa, mình sẽ lột một con tem đề cao, sau đó mình dán lên, ví dụ như em dán mặt bên trong nó không có gì cả, dán mặt bên ngoài nó sẽ có mực đây trên miếng đề cao đây đó. Thì mục đích là em test như vậy để mình biết là mặt mực, nếu mà mặt mực là mặt ngoài nhá thì nó sẽ nằm phía bên đây, có hai cái khớp này, hai cái trục này mọi người có thể thấy. Thì cái bên dưới này để cho mình lắp cái cuộn mực thì mặt mực nằm ngoài nên là sẽ nằm theo hướng áp xuống mặt giấy, nó sẽ nằm theo chiều như thế này. Đây em mọi người có thể xem là đi kèm với máy nó sẽ có hai cái trục mực và trục thu. Thì tại vì là ở đây có cái rần này, nó sẽ khớp với lại cái rần ở phía bên trong này, nó sẽ nên em mọi người sẽ cho mực đút vào cái rần đây ha. Rồi mọi người nhớ là mặt mực bên ngoài ha, thì bên này nó có cái lọc so cho mọi người. Mọi người có thể thấy cái lò xo ha, thì mình sẽ để phía đẩy sang phía bên lò xo, sau đó mình xoay cho nó vào cái khớp ở phía trong này đấy. Còn cái đó ở phía bên này là để mình lắp cái cuộn thu ha. Cuộn thu thì cũng tương tự như cuộn mực, thì mọi người lắp theo chiều nào cũng làm được, đẩy sang phía bên lò xo, sau đó mình xoay cho nó vào cái khớp này. Mọi người có thể thấy không, cái khớp đây không đó, mình xoay cho nó vào cái khớp này đó, như vậy là ok. Sau đó là mực mình có thể là nếu có bắp keo thì mình dán lên, hoặc là mình có thể sử dụng một con tem mình dán lên cũng được ha, để cố định mực với lại là cái trục thu thôi. Cuốn một vài vòng như vậy là quá trình lắp mực đã hoàn thành xong. Mọi người đóng máy xuống, máy xuống khá là đơn giản ha. Mở nguồn lên thì mình có thể là tiến hành kết nối với máy in, và mình có thể là tiến hành in rồi. Mọi người trên này nó có đèn thông báo ha, mọi người có thể nhìn nó đang là màu cam. Như vậy là mình đã lắp đặt giấy mực xong, khá là đơn giản nha mọi người. Đó, mình nhấn phím cho mình thấy. Rồi tiếp theo trong cái quá trình in thì mình phải bảo quản máy bằng cách đó là mình vệ sinh cái đầu in của máy. Đây vệ sinh đầu in thì mọi người giúp em đó là mở lắp máy lên, tháo mực ra rồi và tháo giấy ra ha. Rồi để vệ sinh thì mình sử dụng đó là bông gòn và cồn y tế 90. Đây mình lấy một ít bông gòn, đậm ít cồn, mình vệ sinh vào cái đầu in của máy cho mọi người. Đây cái vị trí đầu in này mọi người có thể nhìn thấy ở đây đó, đây là nguyên cái cùng đầu in của máy này. Đó thì mình vệ sinh cái đầu in cái vị trí này thì mình sử dụng này, em có tẩm cồn rồi ha, mình lau qua xong rồi mình sử dụng một cái bông gòn khác rồi mình lau. Mọi người đừng có để qua để về, ví dụ như trên này nó có dính bụi bẩn hoặc gì đó mà vô tình nó làm trước. Trong quá trình vệ sinh thì như nhẫn hay đồng hồ hoặc là những vật sắc giòn thì mọi người tránh tiếp xúc với đó nhé, tại vì nó cũng có thể là gây ra cái hư hỏng cũng như là trước đối với cái đầu in này. Sau khi vệ sinh cái đầu in xong thì mình vệ sinh luôn cái trục ruler phía bên dưới này giúp em ha. Đây là cái trục ruler của máy nhé, mọi người xoay rồi vệ sinh hết sạch cái trục này giúp em ha. Thì đó là cách để mình có thể là vệ sinh. Thì cái thời gian cần vệ sinh thì nếu mọi người
in thời gian in nhiều, mọi người có thể là lúc mà thay một cuộn mực này nhân tiện tháo ra thì mình có thể là vệ sinh luôn một lần hoặc là 3 ngày mình có thể là vệ sinh, nếu mà mình in lâu quá mà không hết mực thì mọi người có thể 3 ngày mình vệ sinh cái chiếc máy này một lần. Sau khi vệ sinh xong mọi người đợi 1-2 phút cho cồn nó bay hơi khô thì mình có thể là lắp đặt giấy mực lại và sử dụng lại bình thường. Đó thì mình có thể là lắp đặt giấy mực và sử dụng lại bình thường, sau đó thì đóng máy lại. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách lắp đặt giấy mực cũng như là vệ sinh độ in đối với dòng máy Jetra ZD120 này. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là cần tư vấn hướng dẫn thêm về bất cứ những cái thứ gì liên quan tới những cái dòng máy mạ vật hoặc là chiếc máy này, mọi người có thể liên hệ tới số hotline của công ty Thế giới mạ vật, đó là 1900 3138 hoặc là truy cập vào website thế giới mạ vật.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người có thể nhấn like và share để ủng hộ kênh của Thế giới mạ vật. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.